thanh thơi chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng. Chùa lặng lẽ nghiêm trang ẩn mình trong khói sương, làn hương theo gió lượn thơm tần lũy tre làng. Thương ơi em mơ màng bước chân lên thềm điện, mọi người cùng thanh kính và theo nhau xếp hàng ba hồi chuông trống vang. Sư ông khai đại lễ giảng sơ qua ý nghĩa của ngày Tết Vu Lan. Em rộng mơ tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đắm ấm giót vào lòng em mơ hồi hồi hạnh phúc vô bờ với ai đang còn đè xót xa rơi giọt lệ những ai không còn mẹ. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngon, mẹ là sôi nếp ngọt, mẹ là chuối ba hương. Chim non yêu mẹ vẫn hoa trong món mòn, bầu trời đêm thế kỷ sao mà dài mênh mông. Bơ vơ em mất mẹ hoa tang trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hè. Mẹ ơi thanh thơi chân bước nhẹ em đi lễ chùa làng. Chùa lặng lẽ nghiêm trang ẩn mình trong khói sương, làn hương theo gió đường thơm tần lũy tre làng. Nhân tâm đàn đề
pháp tăng tam bảo, chứng lòng con yêu thảo cùng dường, nguyện cầu chư Phật người thương độ trì cho kẻ hiền lương. Khói hương thơm ngát tỏa rên, thành tâm quỳ kính dâng lên Phật Đà, hướng lành cho cả chúng sanh, thấy nhẹ diệu pháp sang trong tâm hồn, hướng trầm còn kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh. Thân thầy kia đẹp tươi, một lòng tin tấn sống vui lục hoa, hương hoa vạn pháp nơi tâm, cùng chung trải nghiệm giấy hoa đồng tu. Tâm thành con kính dâng lên, Phật chứng minh. Kính lạy Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con yêu thảo cùng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Thục Tiền Tiên Bồ Tát. Hôm nay ngày Đề Vu Lan, ngày mà Đức Đại Hiếu Thục Tiền Tiên đã khai mở hồi nguồn cho mặt tuổi tâm linh tuôn chảy. Ngài đã đưa cho chúng con đến với đạo hiểu, để hiểu rõ được hiểu nghĩa, hiểu ân. Chiều hôm nay một buổi chiều thật buồn khi nhận được con về trước Phật để lắng nghe sự đổ vỡ của thời gian lên mái tóc của cha của mẹ, để lắng nghe lòng mình bao nỗi buồn thương xót xa khi giữa cuộc đời thăng trầm mình đã chưa trọn về đạo hiểu. Ai cũng biết rằng đã làm người giữa cuộc đời thì đều có cha có mẹ. Cha mẹ cho mình tấm hình hài bé nhỏ và nuôi lớn mình bằng tất cả yêu thương. Mẹ già một nặng hai xương, giờ chờ đời bao lọc lừa dối trá, mẹ vẫn đi khi mù sớm tinh sương, mẹ lại về khi đêm đi phủ xuống, sương chiều nằm đôi vai, sương sáng buốt mái tóc, để cho vết nhăn hằn lên trên mắt,
để cho đôi chân run rẩy giữa giá băng, để cho đôi tay nhăn nheo cặp kiêu theo năm tháng. Đời con một ngày một vươn lên ánh sáng, thì đời cha đời mẹ hành trình thầm lặng về phía hoàng hôn. Rồi một chiều nào thật buồn, khi con bay về nhà, người xưa đã mất. Ngôi nhà đã trở nên trống trải hơn, không có hơi ấm của người. Bức tường như mọc rêu phong, không có ánh mắt của người. Lòng con như giả băng, con biết rằng sự sống này, máu thịt này là của cha, là của mẹ. Nhưng giữa đời con lớn lên và đi tìm hạnh phúc của riêng mình, để lại sau lưng đôi vai gầy của mẹ, để lại sau lưng mái tóc bạc của cha. Cha vẫn lặng thầm như bao người cha trong cuộc sống, bởi vì cha không muốn là một người yếu đuối. Cha mạnh mẽ để làm chỗ dựa với gia đình, cho nên đôi khi tình thương của cha dành cho con có vẻ vụn về. Nhưng giữa cuộc đời con đi, cha vẫn dõi theo con trên vạn dặm phong trần. Cha vui khi đời con vẫn buồn xuôi gió, cha gục đầu khi đời con gặp thất bại đau thương. Cha như đỉnh núi cao vời vợi, đã bao lần con đưa tay vụn vời, nhưng vời hoài sao vời được tình cha. Để rồi ngôn ngữ trần gian đã trở thành động rộng, không thể nào diễn tả hết được tiếng cha ơi. Mỗi lời dạy, mỗi lời khuyên, mỗi lời răn đe, và đôi khi kể cả những đòn roi đã nuôi con khôn lớn. Con trưởng thành bước ra xã hội, vẫn đi trên đôi chân của mình, nhưng trong đôi chân ấy có máu của cha, trong đôi chân ấy có thịt của mẹ, và trong đôi chân ấy biết bao nhiêu tình thương ấp ủ chờ cha. Cô Lan về
con cài lên áo mình đóa hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu thương vô tận. Hoa hồng đỏ là sắc màu sự sống, là mẫu của con tim. Hoa hồng trắng là sự chân nguyên, là sự tinh khiết mà mẹ đã dành cho con. Người Việt Nam vẫn quan niệm rằng màu đỏ là màu của sự sống, là màu của năng động, là màu của máu lưu dần của cháu thân. Màu trắng là màu của xương, là không dừng đứng, là nơi vực chạy. Máu ngắn chạy, xương sẽ trở nên trắng bạch. Cho nên mất mẹ rồi, con sẽ cài lên ngực mình đỏ hoa hồng của màu trắng yêu thương, của màu mẹ qua đời. Tối hôm nay tất cả chúng con về đây tưởng lên mười phương tam bảo, hướng vòng đến tổ tiên ông bà, và hướng về mẹ, hướng về cha. Nguyện xin được cài lên áo mình đỏ hoa, dù là hồng hay trắng thì cũng là màu của yêu thương, là đóa hoa của tâm hồn, là sự thắp sáng tâm linh như những ngọn nến đang lung linh giữa chữ cha chữ mẹ. Con xin nguyện hướng về mẹ cha để làm một người có hiểu, để sống trong sự tỉnh thức, để được yêu thương và sẽ làm người yêu thương. Bây giờ các Phật tử chuẩn bị cài hoa lên chư tôn đức, cài hoa cho tất cả những người con đang hướng về cha, hướng về mẹ trong buổi lễ tối hôm nay. Tất cả hãy
cùng chắp tay lên ngực, cùng hướng về mùa U Lan báo hiếu, dâng lời trám nguyện, cầu nguyện cho người còn sống, cầu nguyện cho người đã mất được an lành. Nam mô Đại Bi Phật Hiền Nhiên Bồ Tát. Để từ chúng con vâng lời Phật dạy, Oh,
Kính thưa toàn thể đạo tràng, không ai muốn làm người con bất hiếu. Thế nhưng vì lý do này hay lý do khác, vì cố tình hay vô ý, mà đôi khi chúng ta đã làm những người con bất hiếu. Bởi vì có thể chúng ta không hiểu, bởi vì cuộc sống, bởi vì sự xô đẩy của cuộc đời, bởi vì xã hội, bởi vì sự giáo dục và bởi vì nhiều thứ. Nhưng cái cơ bản nhất là bởi vì chúng ta hiểu đi cái quan trọng, đó là cái hiểu ân, hiểu đạo, hiểu tình, hiểu nghĩa của mình. Là một con người thì phải biết nhớ ơn, tri ân và tìm cách để báo ơn. Nếu chúng ta nhớ được cái công ơn chân thành dưỡng dục của cha mẹ, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào trở thành người con bất hiếu. Mà đôi khi chúng ta đã quên đi, quên cái ân, và chúng ta trở thành bất hiếu. Chúng ta sống thiếu hiểu tình bởi vì chúng ta không có tình thương đối với người đã sinh thành ra mình. Chúng ta không thương được cha của mình, không thương được mẹ của mình vì lý do này hay vì lý do khác. Từ đó mà chúng ta không trở thành người con hiểu được, bởi vì mình đã hiểu cái hiểu tình. Và trong mặt đời thì nó có đạo, đạo làm con, và chúng ta đã không thực hiện được cái đạo làm con, cho nên trở thành người thiếu đi cái hiểu đạo. Bộ phận làm một người con thì phải biết kính trọng cha mẹ, biết vâng lời sự dạy dỗ của cha mẹ, biết lo cho cha mẹ khi bệnh tật ốm đau, khi già yếu, và biết phụng thờ cha mẹ khi người đã qua đời. Nhưng chúng ta đã không hiểu được cái đạo lý này, cho nên chúng ta không làm tròn được cái hiểu đạo. Từ hiểu ân, chúng ta có hiểu nghĩa. Nghĩa là mình sống thì có tình và có nghĩa. Cái nghĩa đây là mình
đã mang ơn thì mình tìm cách để báo đáp. Và Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta phải nhớ rằng cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta, là 9 tháng cưng mang nặng nhọc như đồi núi, đi đứng sờ gió mưa, quần áo không sửa soạn, trang điểm còn đẹp chi. Quý vị nhớ, quý vị đọc kinh báo ân, quý vị nhớ bên ước mẹ nằm, bên gạo con lăn, suốt trong 3 năm nhờ huyết sữa mẹ mới thành đứa bé. Rồi đến khi khôn lớn, lo việc học hành, lo việc giáo dục, lo việc hôn nhân, lo kinh doanh sản nghiệp, tần tùy lao lung khổ nhọc suốt đời không kể công khổ. Con cái mà tật bình thì cha mẹ cũng bình theo. Khi nào bình con hết thì cha mẹ mới lành. Nửa đêm con sốt, cha ngồi bên đắp khăn, mẹ ngồi bên rót nước, mong cho con được khỏe mạnh, mong sao cho trời máu sáng. Đâu biết rằng trời máu sáng tức là thời gian trôi đi. Cho nên công đức của cha mẹ vô lượng vô biên, và tội lỗi bất hiếu thì sẽ vô biên vô lượng. Trong 5 đại tội, trong 5 tội lớn nhất đó, trong đó có tội bất hiếu. Trong địa ngục A Tỳ có một cái ngục lớn nhất, khổ nhất, sẽ dành cho những người con bất hiếu. Không phải nói cái địa ngục để mà làm cho người ta sợ, mà nói tới cái địa ngục để biết rằng nỗi khổ đau của những người con bất hiếu nó lớn như thế nào. Mình không ai muốn làm con bất hiếu cả. Cho nên chúng ta phải tập nói với cha mẹ những lời từ ái, không nói với cha mẹ lời tiếng hổ hào. Phải biết nhìn cha mẹ bằng cặp mắt yêu thương, không nhìn cha mẹ bằng con mắt ngột ngược. Trong kinh Phật dạy, mình nhìn cha mẹ bằng con mắt ngột ngược thì mình sẽ lãnh lấy quả báo bị móc mắt. Mình sống bằng tình thương của cha mẹ thì mình phải biết thương lại mẹ cha. Đôi khi cha mẹ ăn cơm bị rơi vải, bị đổ do tay già rồi rung không cầm nổi cái muỗng, mình làm phần làm con mình lại càm ràm. Mình bảo ăn uống mà cục để vây vải tùm lum. Mình đâu biết rằng thuở mình nhỏ, mình đã vây biết bao nhiêu mà kể. Những cha mẹ cục giòn cũng lo cho mình đó thôi. Rồi khi mình thấy cha mẹ già đi tiểu dính quần hôi, đi đài dính quần dính áo, mình làm con mình lại lao mắng cha mẹ sao mà không cẩn thận, có cái việc đi vệ sinh mà cũng không xong thì làm sao đây. Mình đâu biết rằng thuở nhỏ mình đã ì trong quần biết bao nhiêu, mà cha mẹ nào có than phiền và đã dọn dẹp cho mình bao nhiêu năm bao nhiêu tháng với tất cả tình thương mà không hề ghét, không hề giận, không hề oán thán một câu nào. Mình làm con mình oán thán cha mẹ nhiều điều, nhưng đôi khi phải tịnh tâm để ngồi lại mà nhớ rằng mình nhỏ, mình như thế nào. Và bây giờ mình nuôi con
của mình như thế nào thì ngày xưa cha mẹ mình đã nuôi mình như vậy, và thậm chí còn nuôi mình khổ cực nhiều hơn, bởi vì phương tiện ngày xưa nó khó khăn, không được như bây giờ. Là một người đệ tử của Phật, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, thờ phụng cha mẹ, còn phải biết báo hiếu cho cha mẹ bằng cách sám hối tội lỗi cho cha mẹ, phải khuyến hóa cha mẹ quy y Tam Bảo để có một nơi nương tựa vững chãi, và phải vì cha mẹ mà thực hành tình giới, làm các phước lành bố thí, các việc lời tha để tạo phước đức, để tạo công đức cho cha cho mẹ và tạo công đức cho mình ở đời này đời sau. Quý vị, không phải chỉ có mùa Vu Lan mới là mùa báo hiếu, mà tất cả chúng ta phải hiểu thuần, không chỉ ngày rằm tháng bảy mà phải hiểu thuần cả tháng bảy. Không phải chúng ta chỉ hiểu thuần cả tháng bảy mà chúng ta phải hiểu thuần cả một năm 12 tháng, mà không phải chúng ta chỉ hiểu thuần 12 tháng mà chúng ta phải hiểu thuần từ năm này qua năm nọ, mà không phải chúng ta chỉ hiểu thuần từng năm mà chúng ta phải hiểu thuần suốt cả cuộc đời. Thế nhưng tại sao lại có ngày rằm tháng bảy? Bởi vì có ngày hôm nay để khơi mở cho chúng ta, có ngày rằm tháng bảy để nhắc nhủ cho chúng ta rằng chúng ta cần có một nơi để mà thương, để mà nhớ, để mà làm cái bổn phận của một người con hiếu đạo, hiếu nghĩa, hiếu tình, để trả được hiếu ân, chứ không phải là một ngày rằm tháng bảy đi qua là xong rồi mùa báo hiếu. Chúng ta không có ngày nào là không phải ngày hiếu đạo cả. Nhưng ngày tháng bảy, rằm tháng bảy để nhắc nhở cho chúng ta quay về trong tình cha, quay về trong nghĩa mẹ, quay về để thắp lên ngọn nến tâm linh, để nhớ, để thương, để yêu, để làm tròn bổn phận của người con trong cuộc đời. Tới hôm nay Thầy không đưa nến cho quý vị, tới hôm nay Thầy muốn tất cả chúng ta cùng thắp lên ngọn nến trong lòng, thắp lên ngọn nến của chữ cha, của chữ mẹ ở trong lòng của người con, để ngọn nến này sẽ sưởi ấm tấm lòng của tất cả những ai còn cha còn mẹ, để những ngọn nến này sẽ thắp sáng tâm linh cho những ai không còn cha không còn mẹ, để ngọn nến soi đường cho tất cả chúng ta quay về với đạo hiếu, để hướng về với Tam Bảo, cùng thắp nén nhang để dâng lời cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ còn sống được an lành, gia hộ cho cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, và gia hộ cho tất cả chúng ta vững chãi để làm một người con mãi mãi là người con có hiếu. Hôm nay những ngày lễ Vu Lan, Thầy có đôi lời chia sẻ cùng với quý đạo hữu, cùng quý Phật tử, cùng tất cả những người con hiểu thảo trong đạo Phật, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta luôn luôn vững chãi trong niềm tin Phật pháp, vững chãi để không phụ lòng của Tam Bảo, không phụ lòng của mẹ cha, và tất vững chãi để nuôi dưỡng tình thương tâm linh mãi mãi lớn, mãi mãi lớn, để không bao giờ và không bao giờ làm người con bất hiếu cả. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời tất cả đứng dậy lạy Phật.
và cầu nguyện cho mẹ cha. Lại câu